Đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc đồng hồ màu trắng như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Cắt xong rồi mình sẽ dán lên cái phần hình tròn nhé. Mình sẽ dán lần lượt như thế này. Tiếp này. Hai cái nữa nhỉ. Sau khi mà mình đã dán xong, bây giờ mình sẽ dùng bút này. Ở đây mình có cái bút, mình sẽ ghi số giờ ra đây nha. Sau đó mình sẽ dùng luôn cái bút này để ghi cái kim đồng hồ nhé. Ở đây mình sẽ để là 8 giờ nhé. Vậy mình đã vẽ xong số giờ và cái kim đồng hồ như thế này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ dùng những tờ giấy màu xanh. Đối với tờ giấy màu xanh này, bây giờ mình sẽ dùng găng tay cho này. Mình sẽ xoay ra 3 hình tròn có kích thước là 2,5 cm. Để mình sẽ cắt ra nha. Mình sẽ cắt 3 hình tròn này ra nha.
Sau khi mình đã cắt được ba hình như thế này, giờ mình sẽ gắn ba hình này lại với nhau nha. Bây giờ mình sẽ gắn nó lên cái đồng hồ này nha. Tiếp theo bây giờ mình sẽ cần làm một cái móc treo cho cái đồng hồ này nha. Để làm cái móc treo bây giờ mình sẽ cắt ra một mảnh giấy này. Sau đó mình sẽ quấn nó lại. Giờ mình sẽ dán lên. Vậy là mình đã làm xong một cái đồng hồ cực kỳ đơn giản như thế này rồi. Đó. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người với các video.